Cái bàn này là giường Út làm nè, giường Út giỏi lắm đó. Kiểu cọ từ cái rễ cây nè, cái rễ cây cái làm thành những cái giống như cái, giống như cái Mẫu trưng gì là bàn vậy đúng đó. rồi luôn. Chị em và các bạn nha, thì bữa nay là mình được dì Út mời lên ăn á, có ông xã mình về á, cho nên dì Út mình mời lên. Bữa nay thì bây giờ cả nhà mình sẽ lên dì Út. Hey, bà ngoại đây. Elisa, ủa em đâu, ủa em đâu, ý mai lít nè. Rồi ở dưới đằng sau là cậu ba. Elisa đi bông xuống nay đi chơi nữa. Bên bên tay trái không? Vô qua cậu bên tay trái ha. Rồi, sao biết hết trơn ta? Dạ. Ở chỗ này người ta làm nấm phải không? Dạ, nấm rơm vậy. Nấm rơm à. Dạ, dạ. Nấm rơm. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chỗ này là, cái khu này là bán bò nổi tiếng ở quê mình luôn nè. Rất là nhiều bò, bán thịt bò. Ở đây là mua là có thịt bò nhóc luôn. Đây là nó chở là như cây tràm thì phải ha. Chở tràm, chở tràm đó. Làm nhà nó đi. Bữa mai. À. Sao ra chạy dọc đúng thôi mày, nếu mà giờ khó là không chạy được ngoài đó. Đúng rồi, chạy dọc là ở đường mình này là mình thấy cà phê giống nhiều lắm nha. Dạ. Nhóc hết trơn nãy giờ đi được rất là nhiều luôn á. Mà bệnh viện Vĩnh Long vẫn như ngày nào. Cái vòng xoay này nè. Mát, mát. Mát biết là khỏe luôn đó. Đường xe bên đây bạch quá xanh nữa kìa. Trời ơi à, ổ nó nhón rồi nó câu ấy kìa. Có vừa ý chưa? Được ơi. Có vừa ý chưa con? Nó. Sì. Sì. Ý. Mua cái này đúng không? Con chịu ha, cái canh cái nào con muốn? Cái này hả? Chắc chưa? Rồi, để mắt mẹ làm bây giờ bắn một con thôi. Bây giờ còn mà về mình mới bắn nữa được. Tại vì mắt mẹ là bị gì đó, bị cườm nước. Rồi giờ bắn hen. Bây giờ nhỏ thuốc rồi bắn đó. Ừ, nhỏ rồi. À, đẹp quá nè con thích không? Đi còn, đi ra ngoài nắng là nó đổi màu luôn đó. À, chị gái. Ở bên nó là phải cảm ơn cô đi con, cảm ơn cô. Nè. Đi ra ngoài đi. Là chỗ bác sĩ Thiện này nè, chuyên khoa mắt á, để mình đi để cúng cho ông xã mình. Vô đây mẹ phát hiện mẹ bị cườm mắt á, nên mổ rồi cắt kính lại cho mẹ luôn. Ở chỗ này rất là tử tế và thân thiện. Còn không bảo cô chú ơi, cái tóc mà mắt cái kính con mới nè, có đẹp cái 450 đó mẹ, cái kính của nó là 450 đó. Con thấy em đẹp không Ella? Dạ. Mốt mẹ làm mua cái kính giống vậy cho con, cho em với em ha. Bà mắt của con phải má mua bằng được. Má nó đeo kính tốt. Bây giờ là ba mắt coi. Ở đây có cái tháp Eiffel nữa kìa. Đẹp chưa? Ủa không là đi lần nào quay cũng được, chứ hôm nay quay đúng rồi nè. Này là ngon rồi đó. Nó bơi nữa kìa. Á khách sạn mà, khách sạn cà phê luôn. Để mua mấy ổ đây. Mua 4 5 ổ vậy thôi ăn. Đâu có thấy bánh mì đâu mua. À cái chỗ mà Hồng Phát á hả? Cái chỗ đó có thùng dịch đó. Ở có chỗ cầm đồ nha, bánh mì gì? Lọ bánh mì bên đây. Lọ bánh mì. Ủa sao lọ bánh mì nào không ai biết đâu. Bánh mì kia vô hỏi thôi bên này luôn đi. Cái này ổ bự. Bây giờ là bữa nay là vô dục thôi, không có đi vòng vòng nữa. Đi đâu? Ra chợ chút chơi. Bữa hổm tại em đó chỉ cái chỗ mấy đứa nhỏ chạy xe đó là chỉ thế đó, là chị cho mấy đứa nó chạy đó. Ra quảng trường ha. Phải chỗ đó đó. Ra quảng trường hả? Không, cho hai đứa nó chạy xe mấy cái chiếc xe. Chứ giờ cũng nắng nóng nắng. Không, bây giờ mình vô đây mình nghỉ, mình ăn rồi cái mình mới đi. Dạ. Ồ, cái nhà này to ghê luôn á. 1 2 đang cất. 1 2 3 tầng chắc. 3 tầng, 1 tầng một vậy tầng vậy? Một tầng sân thượng nữa. Cũng kiểu cọ cũng giữ. Có lên cầu không em? Dạ, qua cầu. Lên cầu, lên cái cầu nữa. Cái cầu xã. Cái cầu này bự. Cầu Phước Hậu.
quê hương bà ngoại nè, dẫn đâu nha. Đó mẹ học trường đây nè. Đó thì quê hương đó. Học lớp 1. Trường Phước Hậu đó đây. Quê hương của mình là quê hương ở dưới. Chứ ở đây vui. Chung với lại anh Linh. Cái chỗ này sao hoành tráng quá vậy ta, cái nhà mà bao nguyên khu là quá trời lớn luôn. Ôi là la. Giờ hoàng gạo này là vừa đẹp mà vừa kiên cố mà vừa. Giờ khu này là vậy không á. Ồ cái nhà này thiệt là bự cái hàng rào luôn á. Ở nhà trong này chưa cất lớn. Ở trong đây người ta trồng nhiều bông trang. Ở trong đây nhà đẹp không á. Bao lỗi đẹp đẹp không mà. Wow. Như là trong vườn đường đan nữa đó. Ừ, ý là ủng mà đúng không? Định nói vậy đó. Trời con sợ con chó ai mà con cá đâu có lại gần con đâu. Sắp tới nhà bà Út rồi. Nó không có đồ vườn, anh ta đâu có cho ra ngoài đâu mà con sợ. Chuối nè, chuối người ta trồng bên đường nè. Dừa, chuối, ở quê mình là vậy đó. Dừa với chuối. Ở dưới là lục bình nhóc luôn kìa. Ở ba bên kia nó là tới rồi. Nhà người ta trồng xả nữa nè. Đó, xả trồng đại ngoài đường vậy đó. Ai muốn ai muốn ăn ăn. Thì nó, người ta mới trồng nó héo á. Mốt chắc nó lên. Còn nãy giống gì ra giống rau gì không biết nha. Rồi có dốt chào đón kìa. Rồi ơi, thôi dốt con mới lên. Con mẹ có bị chụp cả. Hai ơi. Hai ơi, chị chào em. Chào em. Ơi, có dốt chuẩn bị nè. Dốt chuẩn bị nãy giờ mà mắc chết tiệm kính lâu quá đó, ai cũng đói bụng quá chừng luôn. Ông biết bánh xèo mự mà ở bển là đổ bánh xèo không có có ngon. Rồi coi Dút nè. Ôi Dút là thôi, Dút là số 1 luôn. Dút là số 1, bánh xèo đang đổ nè. Dút là quá trời giỏi luôn á. Cái bàn này là vườn Út làm nè. Dút giỏi lắm. Đó. Kiểu cọ từ cái rễ cây nè, cái rễ cây cái làm thành những cái giống như cái chân bàn vậy đó. Ê, có cá nè. Con cá bự lắm. Con cá này con cá gì Dốt? Cá điêu hồng. Trời, con cá điêu hồng gì mà nó bự dữ vậy ta? Gì của con cá điêu hồng bự quá Dốt ơi. Gì Dốt? Ôi. Trời, cảnh ngoài đây là chụp hình là lý tưởng nha. Rồi coi nè, có tháp nữa nè. Đó. Trà ô long hả, để uống thử trà ô long coi, từ bữa về chưa uống thử. Trà ô long uống được mà. Cho con ăn thử miếng vô đi, con đói bụng quá chừng luôn á. Ăn đi. Ngon quá. Để con lấy miếng bánh xèo cho nó nghe Dương Út. Nó đói bụng dữ lắm rồi. Thương ba lắm. Mẹ chiều có bánh cho Dương Út giùm con nghe mẹ. Hồi chả giò nè, tôm nè, rất là gì Út. Tới thăm Dốt, Dương Út cảm ơn em rất. Em chào tới. Đi tư. Giờ lấy cái Dốt này nè. Ông nói ông vui gặp Dốt, Dương Út lắm. Về bên đây trong có nhiêu đó đó. Ông đòi về Dốt hết trơn. Ông về là 2 ngày 2 đêm đó. Về là trong lên Dốt. Món gì đi. Con tái cáo tới mừng lắm. Mẹ hả? Không phụ tấm cái đào á. Má không con. Để mẹ lấy cho con ha. Để mẹ lấy không ăn được. Trời ơi, cái dưa chua này nó ngon hết hồn. Con mới lấy cái gì? Ủa, ngồi đây này nha. Chơi vui nhà trong nhà không? Sao? Con mới. Hả? Để mẹ lấy cho mẹ. Để cho dòng dòng cho nó. Con lấy đũa nè, sự đường hoàng nè. Rồi vuốt đổ bánh xèo mà giòn mà bóc luôn chứ. Đây nè, vuốt đổ cái nào ăn cái nấy ra. Dạ. Bóc luôn. Ba con này đi. Ai chơi biết chấm cái đó hả? Chấm cái này không? Dạ. Dạ ông chấm được không? Chấm được hả? Ông biết ăn á, nó biết ăn bánh xèo mà. Ăn bánh xèo. Có gì có? Tỉnh lên sớm. Không ăn thịt vịt hả? Mà rốt vô ông bác sĩ. Trời ơi, vừa xong mà phát sinh phải ăn nữa đó. 10 giờ mấy là có ở trên đây rồi. Đúng rồi, tới giờ ta nghỉ rồi. Nè, cái hai tá hai. Nói chung là nó lâu nhưng mà mừng cho mẹ. Tại vì là mình không có biết á. Ở đây bánh mì này nó nóng giòn luôn á. Cái này ba ăn. Dạ, con lấy cho hai đứa nhỏ này nha. Đi sao đi qua.
có chuyện nhỏ xíu à. Gái thì bị gì ngồi đó ngày mai này mai để dạ, dạ. Mình nói chạy như đấy à, con để chị đi cảm ơn à. Ê, một cái lẩu dữ lắm mà uống nó mày ăn ít lắm này lạ quá phải giúp kỳ với đang dữ lắm mà ai cũng ngồi ăn hết trơn cũng trộn rồi á. Ăn đi con, lâu mới về. Ăn ngon là Dốt mừng rồi. Những thích ăn là Dốt vui rồi. Cái lẩu này quý rồi. Chờ cái bé hãy ngồi coi em ngủ hả con? Để đừng làm đừng ồn em thức nha không dạ. Ôi sao cây ổi này thấp chủng mà trái vô trời ơi cái trái nó ồ trời ơi Dốt ơi nè con cầm nè cầm cái đây nè bên đang nhóc hết trơn nè giữ ăn ha con đừng có mở cái bịch trắng này ra nha vậy chừng nào mới mở vô chừng nào ăn thì mở chứ con mở ra nó mau héo mà để vậy là nó không héo dạ rồi phải gì phải mua cái bao này về bao lại đó hả sao bữa hôm Dốt nó hết rồi đó sao nó lớn nhanh như vậy Dốt vô coi hái chung một trái thôi để chừa lại cho thấy anh với bé Đào ăn với gì chị anh đâu đâu Dốt cốc Dốt đó trời nhóc hết trơn đó hồi xưa con thấy trời ơi không thấy Dốt cha Dốt cho trái đu đủ ngon quá trần luôn Dốt có trái bưởi không cho con xin trái bưởi đi bưởi hả dạ ý có cây mía kìa Dốt ăn mía không cho con cây mía đi trời ơi sao lên đây con xin ăn trời lại nhà Dốt là con như nhà con luôn á thiệt kỳ quá à xin tùm lum luôn á không có ngại luôn á Dốt là số 1 đây có cây mía nè đó mía nè rồi đã đen rồi về đây ai cũng khen đen xong rồi nhà vườn Dốt nè trời ơi Dốt đừng hái nó Dốt ơi để đi Dốt và cho mấy đứa có khách đâu Dốt ăn đâu có ăn đâu có nổi đây cây cốc mà Dốt nói là để Dốt hái cái khác nó sẽ ngon hơn nên là không có hái cái cây này. Trời ơi nhà Dốt thích lắm, nhà Dốt lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Coi nè Dốt hái trái ổi coi cầm đây nè, nó bự coi nè, wow một trái ổi bự thiệt là bự luôn. Một cây bé Đào không ăn mía bé Đào quá trời nhiều quá ăn không hết chị thôi vô chặt bé Đào bộ ít ăn quá rồi coi Dốt ơi đi Dốt ơi nắng quá bé nắng bé Đào luôn rồi kìa đâu có sao đây mát hái cốc kìa kìa chị hái cốc kìa cái cốc mà hái được Dốt hái cái nào cũng được chân á hái một chùm thôi Dốt ơi con đâu có ăn con hái vậy chứ con đâu có ăn dữ vậy À. Kìa chị Mai hái đi. Hái gì hả Dốt? Hái chè. Ồ có cái dao nha. Trời ơi, bà Dốt ơi, ăn không nổi đâu. Nhiều. Một chùm luôn rồi. Được rồi em, được rồi. Dạ. Đi vô đi em để nắng giống chị à. À em khen con đen chân Dốt con buồn hết sức nha. Trời ơi, anh đen thiệt mắc cỡ luôn. Con bưng đi vô bé nè. Kệ đứa mẹ cầm phụ chứ. Ôi Dốt cầm dao rồi. Tội chị mà ham ăn thì phải gắn. Ép chổng kìa. Ôi coi chừng ổn còn nó. Không có sao đâu. Nó ngủ rồi. Vô. Đây thành phẩm về lâu không? Đang biết. Cũng không có gì. Đây thành phẩm. Đi mua vỏ. Rồi. Bao nhiêu năm rồi con mới ăn trái mận này? Ai sợi vậy? Cái nhà đó vườn có gì ăn ấy. Dốt vẫn như này nào. Không nói gì hết. Trường á. 5 giờ. Ủa vậy hả? Giờ này đâu chừng nào 5 giờ, 5 rưỡi nó mới đem ra. Nó mát hả? Ờ, mát nó mới đem ra.
Vượt rồi. Trời ơi, con nghiệp cáo quá trời ơi, con nghe con hai cho bà ngoại không ạ? Mày 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 ơi, đổ một hũ cho mày ơi. Qua bên đi, qua bên đi. Giờ này là biết không? Cho mấy nhỏ vô siêu thị. Ở ngoài này được không mày? À, chỗ này là tiệm vàng về số lớn dữ vậy? Giờ nó mở thêm hồi lúc trước tới đâu có lớn dữ vậy. Ờ, chiều quá cái tối thui rồi, trời chuyển mưa nữa. Buổi chiều ở chợ chợ Vĩnh Long mình không có vô chợ. Đằng kia kìa mẹ, đường đây nè. Đằng đây nè mẹ đi coi chừng té đó. Ở đây là nguyên một dãy tiệm vàng luôn. À, là chợ nè, chợ Vĩnh Long nè. Bán trái cây quá chừng luôn. Sắp tới Trung Thu nè, nên mọi người là bán bánh nè. Hả? Nè, đây là bánh bánh Trung Thu rồi nè. Kinh Đô, Như Lan. Buổi chiều ở Vĩnh Long, bây giờ mình đi qua đây. À, mình cho các bé chạy xe kìa. Đi từ từ mẹ ơi, có xe nè. Rồi tới rồi, mẹ coi chừng dấp nghe mẹ. Cho chừng dấp nha. Rồi, hai tên lính này là leo lên liền ha. Trời, hồi đó giờ không biết lái. Khổ ghê vậy đó. Edith ti monte veta phí. Vậy thôi. Trả tiền. Đúng rồi. Nhớ nãy là nhớ. Có. Lên luôn hả? Đó thấy chưa? 15 phút 40 ngàn. Rồi chạy nghe, chạy. Trời, vui quá. Thích dữ rồi. Chạy lên đây nè. Giang lá. Ồ. Chạy đây coi. Ờ. Cậu bác, cậu bác. Oui. Vas-y. Ah, oh, vas-y, Elia. Chạy đi, chạy ngủ bà ngoại nha con. Chở mẹ nghe. Để con làm cho con. Để con biết cái chỗ này tại nhà con. Để con nhìn nét cho con. Ah, je peux plus là. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Maëlys. Attention, voilà Maëlys. Voilà, allez, on va prendre d'autres. Et maintenant, voilà Elia. Elia. Đang ngồi, cái này là hai ly trà bưởi, mỗi một ly là 20.000. Rồi bây giờ đang chờ nước ép táo, nước bơm á, nước sinh tố chứ sinh tố táo, mua hai ly chanh dây cho tài xế với lại ông xã mình. 90.000 năm ly. Đây là cái ly trà bưởi hồi nãy mình mua nè, bây giờ mình sẽ ăn thử, tại vì lâu lắm rồi mình không có ăn trà bưởi. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn trà bưởi với mình nha. Hai đứa con mình đi chơi về mệt á, nó quậy quá. Trà bây giờ người ta nấu cũng không có ngọt không ha. Nó lạc lạc. Bánh bao 20.000 cái. Lần nào đi ngang cũng phải mua bánh bao cho hai đứa con mình. Nó thèm dữ lắm. Mình ăn xong rồi đi lau nhà. Lau nhà xong tắm rửa là tới tối làm, tới 9 giờ lại đi ngủ nữa rồi đó. Nhà này là nhà mình đó, là ở quê á. Tới 9 giờ là vô mùng hết, vô mùng hết là 10 giờ lên ngủ luôn. Bởi vậy 3-4 giờ sáng là mình thức rồi. Thôi bây giờ mình ăn lẹ, mình còn đi lau nhà nữa. Bây giờ mình xin chào tạm biệt cô chú anh chị em và các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của gia đình mình. Bye bye.